Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày với an lành, hạnh phúc và vui vẻ nhé. Hôm nay đang bán một ít kiếm vào phiên ngày 26 tháng 10 năm 2021. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị và các bạn. Em sẽ gửi hàng nhanh qua bưu điện cho các bác nhé. Các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận. Trong quá trình kiểm tra thì các bác có thể lấy điện thoại ra quay lại để xem quá trình vận chuyển hàng có vấn đề gì thì phản hồi với em nhé. Đa số em gửi vào thùng xốp với lại ống nhựa hết nên là gói cũng rất là cẩn thận. Tỷ lệ hỏng thì chắc là cũng không không mấy đâu. Chẳng qua là em vẫn dặn các bác như vậy để nếu mà có vấn đề gì thì phản hồi với em để em khiếu nại bên vận chuyển đi. Cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ đặt hàng với em Liễu Cao Bằng theo số điện thoại 0989 037 668. Số điện thoại này em để kết nối Zalo luôn nhé. Các bác nếu mà có vấn đề gì thì cứ báo với Zalo cho em, hoặc là có thể nhắn tin đặt hàng với em theo số điện thoại này. Con em thì còn nhỏ, nhiều khi các bác gọi vào em nó cứ cầm đi, nó xem hoạt hình, nó không đưa cho em, cũng không có lúc cũng không biết cuộc gọi. Thì cũng mong các bác thông cảm. Hôm nay em sẽ bán vài loại kiếm. Gồm có vạn bảo kiếm này, vị hoàng sần này, vàng tuyên quang, vàng quang hanh chí sần với lại xanh huế sần. Em sẽ bắt đầu bán từ vạn bảo kiếm nhé các bác. Cái này em sưu tầm cái tiểu sử này của anh Thành nhé. Anh ấy viết về em xin phép anh Thành nhá, viết về nguồn gốc tiểu sử tên tuổi của tất cả các loại kiếm đột biến của Việt Nam mình. Thì anh ấy bạn bè Facebook với em thôi nên anh em nhắn tin suốt nên là cái này em sẽ giới thiệu cho các bác về cây vạn bảo kiếm nhá. Bác nào có rồi thì chắc là cũng biết rồi, hoa của nó rất là đẹp. Đây cái hoa hoa anh ấy lấy về viết về nguồn gốc của cây đây. Em giới thiệu một chút là em đọc nguyên nhé, nguyên về tiểu sử của nó để bác nào nếu mà muốn sưu tầm thì là biết cách nhận diện cây với lại cách nhận diện hoa, bởi vì là bây giờ hết mùa lô hội rồi, hết mùa hoa của nó rồi ấy, thì em tách ra nhân giống thì nó lại không có hoa tại chậu. Thành ra là nếu mà bác nào vừa mới tập chơi hoặc là vườn mình có nhưng mà ra ngó xem là cây nó có chuẩn không ấy, thì em sẽ xin phép được đọc. Em không dám muốn dìu có bắt thợ đâu, em xin phép đọc thôi, các bác có thể tham khảo nhé. Tên gốc của nó là dao găm Ninh Bình nhé các bác. Cây nó xuất xứ ở vùng núi đá Tam Điệp của Ninh Bình, xuất hiện khoảng năm 2014. Tên nguyên thủy của nó được gọi là dao găm Ninh Bình, sau này anh em kiếm thủ mới gọi là vạn bảo. Củ của nó phình to như củ bicolor, dáng lá nó cứng, dày, ngắn, phân cần dày hoa, phân hoa đều, cánh hoa gần như sạch, ám vàng, trụ nhụy sạch, lưỡi có vệt sắc tím. Vạn bảo thì nhìn qua nó hao hao như vàng quang hanh, nhưng mà thực ra em sở hữu cả hai cây thì em lại không thấy nó giống lắm. Đấy là anh ấy viết như vậy. Tuy nhiên vạn bảo có lá ngắn, dày, cứng, đanh, cần dày hoa, trụ nhụy và cánh nó sạch hơn một chút. Bởi vì là em sở hữu cả hai cây thì em thấy đây em cũng có bán cả vàng quang hanh với vạn bảo. Thực sự là cây vạn bảo thì đây các bác nhìn lá nó rất là dày và nó đanh cứng, nó kiểu chẳng qua là nó dòng lô hội, nếu mà nó mà dòng tiên vũ thì nó nhìn nó giống chí hơn. Lá nó cực dày, trong dòng lô hội chắc là cây này dày nhất, nó rất là khác, nó cũng không thấy hao hao đâu. Nhưng mà chắc là tùy nhà vườn chăm. Cái này cũng do chế độ chăm sóc nữa. Em sẽ vào bán vạn bảo, em sẽ cho các bác xem hoa nhé. Bây giờ hết mùa hoa rồi nên là em dùng ảnh cũ chụp lại nhé các bác. Hết mùa hoa lô hội rồi.
Hoa lô hội nó nở đầu tiên là bicolor, sau đó lô hội, rồi bây giờ là đang mùa tiên vũ. Đây là hoa vạn bảo nha các bác, hoa của nó rất là xinh. Trong các loại cây chia sẻ vườn em thì em chia sẻ vạn bảo ít nhất vì nó có ít hơn các cây khác nhiều. Em sẽ không bán theo số thứ tự đâu nhé các bác, em nhặt được hình nào em bán hình đấy. Bây em sẽ bán từ hình số 1 đi nhé. Các mặt hoa lô hội của vườn Lan Phương Liễu bán ra thì tất cả mặt hoa đột biến em đều bảo hành cho các bác nhé. Nó cũng nở hoa, các mặt hoa đột biến lô hội nở vườn em suốt rồi. Bây em sẽ bán vạn bảo luôn. Vạn bảo đây các bác. Đây củ của nó phình tròn rất là đẹp như thế này. Nó lá nó cứng dày nhá. Cái này chơi lá, chơi thân lá thì sướng nhất này. Đây nó lá nó cũng ngắn này. Đây, cao tầm này. Rất là đẹp. Nhìn thế cây của nó dựng đứng cứng cáp, lực lưỡng. Miêu tả như này, như một người đàn ông ấy. Vạn bảo láng nha. Hình số 1 này em bán gồm có một thân, hai thân nha các bác. Một măng này, hai măng này thì em tính làm ba thân nhá. Đây cây rất là khỏe và đẹp như thế này. 1,5 triệu. 1,5 triệu nha các bác. Tính thành 4 đầu thì tính làm 3 thân là 1,5 triệu này. Em so với tuyết ngọc cho các bác xem nhé. Tuyết ngọc thì nó nhìn nó như thiếu nữ, nó kiểu như là nhìn là nó bóng bẩy, nó mướt mướt mướt, nó nhìn mềm mại ấy. Thì cái cây này nó nhìn nó lại rất là lực lưỡng, nhìn nó cứng ấy. Đấy, nhìn nhìn rất là thú vị. Tuyết ngọc thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này, còn cây này nó phình như thế này. Cái cây này chắc là vườn nào mà trồng thì bác nào có thì nó không lẫn vào các cây khác được vì nó rất là đặc trưng. Hình số 1 này. Cái lá này nó sọc đen một đoạn như thế này. 1,5 triệu cho hình số 1 vạn bảo kiếm nhé các bác. Đây hình số 2, cái này cũng có 3 cây này. 3 cây. 3 cây. Hình này bán 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu này, 3 cây này. Hình số 2. Tiếp theo là hình số 3. Một mẹ thân tơ. Bên này nó đang đẻ này. Với lại một măng đang trong quá trình tách lá. 800.000 cho bác nào nhanh tay này, hình số 3 này. Hình số 5 1,5 triệu gồm có một thân, hai thân, ba thân. Thân già này là không tính vào tiền nhá. Tuy nhiên là tặng kèm ấy. Tách ra bán nó nhìn cái hình sẽ đẹp hơn nhưng mà em cũng không để lại chồng nữa, em tặng luôn. Hình này cũng 1,5 triệu này, hình số 5 nhá các bác. Đẹp. Tặng kèm một thân già. Tiếp theo là hình số 4. Một mẹ với lại một măng vạn bảo kiếm này, 800.000 nhá các bác. 800.000. Đây cũng đang đẻ này. Đây cái măng to tầm này này. Nãy em vừa 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 mới tách xong, cái rễ nó còn tươi nguyên nhé các bác. Tiếp theo là hình số 6 vạn bảo kiếm cũng bán đồng giá 800.000 cho bác nào sưu tầm nhá. Đây ạ. Rễ còn tươi nguyên nhá. Em sẽ cố gắng giữ rễ thì các bác cắm xuống nó mọc luôn. Các bác nhận được cây của em thì tốt nhất là ngâm vào Ridomin Gold trước. Sau đấy là hoặc là nano bạc hoặc là nước vôi trong, sau đấy treo ngược lên, sau đấy kích rễ em phát mới trồng nhá. Vì em sợ trong quá trình vận chuyển mùa này dịch ấy, nếu mà các bác ở gần thì đi rất là nhanh, nhưng mà các bác vùng dịch ấy, hôm nọ em có một đơn gửi cho một bác ở vùng dịch, nó ôm lâu thì ra là các bác chịu khó ngâm lại cho em mà phát xong mới kích trồng nhá. 800.000 hình số 6 này. Một mẹ một măng nhé các bác. Đây. Hoa của vạn bảo mà nuôi đạt thì cần hoa của nó dày, phân hoa của nó đều, nó rất là đẹp nhé.
Đây, cây của các bác ấy nuôi đạt. Đấy, cây này như cây này vừa 2-3 tép thôi, nhưng mà nhìn hoa của nó rất là đỉnh. Đây, cái này nuôi nó không không đạt mấy. Hoa đạt hay không à, nó còn do chế độ chăm sóc nữa. Với lại trước mùa hoa mình phải cho nó ăn đủ dinh dưỡng, nó mới lên màu đẹp, với lại hoa nó mới đều được. Hoa nở sốc thì nó sẽ khác với lại hoa nó nuôi để chơi hoa không. Nhiều khi mình đang sắp đến mùa mình lại tương cho liều B1 là xong, nó lại nở sốc ấy. Tiếp theo anh sẽ bán vàng quang hanh nhé các bác. Về vàng quang hanh thì cây nó xuất xứ ở vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh nhé các bác. Bông bông thì em sẽ chỉ đọc như vậy thôi, bởi vì bông thì nở vừa đêm em cũng quay lên cho các bác xem suốt rồi. Hoa của nó đẹp, một bông semi rất là đẹp. Em thì vẫn rất là thích lô hội hơn là tiên vũ, bởi vì là cái vẻ đẹp của nó muôn hình vạn trạng ấy các bác. Ở đâu nó cũng có một mặt hoa đặc trưng, rất là nhiều mặt hoa luôn. Giá nó lại mềm, mình thích chơi mặt hoa nào cũng chơi được hết. Với lại nó đẻ khỏe, ít bệnh tật, như là tiên vũ ở vùng lạnh bọn em thì nó khó. Chỗ em thì lạnh quá. Em sẽ bán vị hoàng sần trước nhé các bác. Vàng quang hanh hoa đây, tìm mãi mới thấy. Đây, hoa vàng quang hanh này, hoa chính chủ nhé các bác. Đây, hoa của nó rất là đẹp nhé. Cái lưỡi của nó em nghĩ là nó cũng không hẳn tím, nó kiểu như sắc cam ấy. Bông rất là đẹp, rất là đỉnh. Cái chậu này hồi trước em mới đạt nó. Nhiều ngồng hoa lắm. Ngồng hoa dài, ngồng ngoằng xuống. Nhìn rất đẹp. Em sẽ vào bán cụ thể luôn, vì hôm nay bán nhiều, còn nói lai ra nhiều sẽ rất là dài video. Em bán đây là hình số 1 nhé các bác. Hình số 1 có một cái không biết chạm vào đâu, bị lỗi một chút ở đây. Quy cách là gồm có hai thân, có một một mầm ở đây này, với lại một măng ở trong này nữa này. Hình số 1 bán mở hàng vàng quang hanh hình này có 1 triệu thôi nhé các bác. Hồi trước bán tép 1 triệu dễ bán lắm vàng quang hanh. Đây, cây chậu này cây rất là to, có mấy cái lá nó bị như này một tí ở đây, biết con gì đốt thì sao, chắc con kiến nó đốt đây, có lá này thôi. Hình này bán 1 triệu nhé các bác. Đây, hai thân trưởng thành với lại một măng một mầm này, bác nào lấy mở hàng 1 triệu này. Cây rất to nhá, cây to lắm, cây lá láng. Hình số 1 này. Tiếp theo là hình số 2 vàng quang hanh gồm có 3 thân này. Cái thân thân mẹ của nó bị côn trùng chích nha các bác. Đây, bị lỗi đi 2 lá, cây mẹ của nó 1 lá nữa là 3 lá nhá. Gồm có 3 thân này, nhưng mà bù lại nó đã cho một măng cao gần gần 20 rồi nhá. Thì bù lại mấy cái lỗi kia thì tính 3 thân này cũng 1,5 triệu này, măng nào lấy thì rất khỏe nhá, rễ còn nguyên luôn. Em sẽ gửi cả rễ cho các bác nhá. Vừa mới tách ra thôi. Tiếp theo là hình số 3 vàng quang hanh, nó là một mẹ với lại 2 quả sừng trâu đang lên nhá các bác. Đây. Hình này em bán 800.000. Dạ. 800.000 cho hình số 3 vàng quang hanh. Tiếp theo hình số 4, hai cây trưởng thành em bán 1 triệu nha các bác. Hai cây trưởng thành nó là đây như thế này.
Em không bới mà nữa, chắc nó cũng đang đẻ rồi. Cái lá bẻ nó khô xuống là nó đẻ ra mà. Hình cuối cùng, hình số 5, hình này 900.000 nha các bác. Hai thân như thế này. Chỗ này cây rất là to ạ. Các bác ơi, tiếp theo em sẽ bán vàng Tuyên Quang nhé. Vàng Tuyên Quang lúc nữa trước vườn em nở tè le cho các bác cũng thấy rồi. Hoa của vàng Tuyên Quang thì rất là đẹp. Đây, hoa nó, cái này em chụp ở vườn em lúc nở đó. Hoa đẹp lắm đấy các bác xem. Cánh nó bầu vai ngang, nó đều từ bông đầu đến bông cuối cùng luôn. Cái cần hoa của nó cực kỳ dài. Một chậu đây cho rất là nhiều hoa như thế này. Đây là một góc bên này không đấy. Hoa rất đẹp đây. Cánh nó bầu bầu, vai nó ngang. Nhìn rất đẹp. Từ từ lúc em chơi đến bây giờ em thấy cái cây này giá nó rất là bình ổn. Vàng Tuyên Quang hình số 6 gồm có hai thân nhá các bác. Hai thân cây to. Cây to đùng. Em thấy lô hội là chỉ có lô hội ở vùng Hải Phòng ấy, thì nó hơi nhỏ. Tuyết Ngọc này, vàng cánh bò Hải Phòng này, này. So với cái gì nó cũng nhỏ, đặc trưng của vùng miền hay sao cái này em cũng không rõ. Đây, hai thân như thế này nhá các bác, cây rất to. Hai thân hình số 6 này. Hai thân này 1 triệu nhá các bác. Đây, cây rất to. Hình số 5, một thân tơ. Tơ có mầm ở đây rồi này. Đây mầm đây nha các bác. Đây bên này cũng mầm rồi này. Về nó đẻ khiếp lắm. 500 nghìn nha các bác. Cây nó đang trong quá trình còn đang xòe lá, nó còn bị rồn lá, nhìn nó nhăn này. 500 nghìn. Hình số 5 này. Hình số 4. Đây có mắt đây. Mắt đây nha các bác. 450.000 này, có mắt ngoài nhá. Cây rất đẹp. Hình số 3. Hình số 3 cũng có mắt ngoài đấy nhá. Cây rất to. 450.000 nha các bác. Hình số 2. Hình số 2 cũng có mắt ngoài đây. 450.000 ạ. Đây, cây ở bị cái lá này nó bị lỗi cột cái đầu đi một tí, nhưng mà nhìn tổng thể của nó thì rất đẹp như thế này nhá. Cây rất to các bác ạ. Cái này cây rất to. Cái này hình số 1. Hình số 1 là 1.300.000 nhá các bác, gồm có một cây sừng trâu như thế này. Có cái cây con này nó bị con trùng chích một chút ở đây. Cái lá bẹ non nó đang lên đấy, nó bị con trùng chích một chút. Đây hình số 1 là 1.300.000 nha các bác, lấy sừng trâu như thế này. Cây to lắm, cây hôm nay rất to. Cây này lá nó hơi dài. Hình số 1 lá nó hơi dài. À,
À, hình số 2 nó bị nứt một ở đây một tí tí này. Này em chưa nhìn kỹ. Vàng Tuyên Quang thì lúc trước em toàn bán 800 một tép ấy. Em viết ghim cái giá vào từng hoa luôn để lúc các bác hỏi mua thì đỡ báo giá ấy. Thì nhiều lúc nhiều khách nhắn tin ấy. Bây giờ thì bán mềm hơn. Hoa rất đẹp như thế này nha các bác. Tiếp theo em sẽ bán tiết ngọc nha các bác. Tiết ngọc em nở ở vườn em mãi, quay lên mãi rồi em không dơ hoa ra nữa nhá. Em có vài hình như thế này. Đây là hình số 0 này. Hai thân trưởng thành nha các bác. Có măng ở đây. Đây, măng đây. Hai thân tơ tít có măng kèm rồi, hình số 0 này. 500.000 cho hình này nhé các bác, cây rất đẹp này. Tiếp theo là hình số 5 này. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây có mầm ở đây rồi này. Cái này em tách bị cắt vào cái lá ngoài đi một tí này. Có măng ở đây này, có mầm ở đây nữa này. Các bác lấy cái lùm đấy về sẽ rất là nhanh thành bụi nhá. Hình số 5 này vì em cắt vào đi một tí nên là em bán giá mềm cho cái hình này nhá. Hình này em bán có 750.000 thôi. Có 4 thân, một măng rất là nhiều mầm nhá. Đây. Cây láng. Tiếp theo là hình số 3, em bán là 300 nhá các bác. Đây, một mẹ một măng rất là to như thế này rồi. 300, một mẹ một măng này. Tiếp theo là hình số 2, gồm có 3 thân. 3 thân, rất đẹp. 650.000 nhé các bác. Đây ạ. Tiết ngọc thì lá nó nhìn mềm mại, cây nó nhỏ nhắn nhá. Cái này đặc trưng của cái dòng này nó như thế. Hình số 1, 600.000. 3 thân. Một măng ở đây rồi này. Đây ạ. Nó bị lỗi con gì chích một tí ở đây. Chắc con kiến. Tiếp theo em sẽ bán vị hoàng sần nha các bác. À em còn có hình số 4 lúc nãy cầm ra để so mấy cái kia rồi em quên luôn đấy. Một mẹ một măng đây. Đây măng đây nhá các bác. Cái này măng nhỏ hơn cây kia một tí. Bán 280.000 nhá. Tiếp theo em sẽ bán vị hoàng sần. Đây là vị hoàng sần nha các bác. Hình số 1 này em bán 1 triệu 200 nghìn. Một triệu 200 nghìn. Nó gồm có một thân, hai thân, ba thân với lại một măng ở đây. Cái lá nó nhỏ một chút nhá các bác. Cái này lấy đi làm giống chơi hoa ok nhá. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. 1 triệu 200 nghìn. Ba thân một măng. Em sẽ tặng kèm các bác một cây vàng quang hanh giả. Cái này tặng kèm thôi nhá. Bác nào lấy đi trồng cho vui này. Tặng kèm một thân vàng quang hanh này. Em tách ở trong chậu thì nó già, tặng luôn. Tặng kèm cả một thân vạn bảo kiếm nhá. Già. Đây một đống như thế này nhá. 1 triệu 200 cho hình số 1 vị hoàng sần này. Tiếp theo là hình số 3 vị hoàng sần 1 triệu này. Đó, gồm có một mẹ với lại hai bên này thành sừng trâu nhé các bác. Cây rất đẹp. Đây ạ. Cây mẹ của nó láng. Tiếc là con của nó lên bị sần mất. Đây 1 triệu. Cái này hình số 4 này. Hình số 4 cây mẹ rất to này. 800 nghìn nhé các bác. Cây mẹ có hàng 2, 4, 6, có hàng 8 lá cơ. Con nó bị cháy xuống đây một tí này. Tí nữa em sẽ cắt đi cho nó đi bôi keo và cho nó nhìn đỡ xấu này.
một mẹ một con này. Đấy, 800.000 cho hình số 4 này. Hình cuối cùng vị hoàng sân ạ. Đây, cây rất đẹp nha các bác. Cái này cái cuống hoa này, ra hoa rồi nhá. Đấy, to lắm. 1 triệu cho hình số 2 vị hoàng sân này. Đấy, cây rất đẹp như thế này. To như này. Cái hai cái lá này nó bị chấm đen cái này. Chắc là bị cháy nắng cháy gì không biết. Đây cái này cây mẹ láng tít. Đây, các bác nhìn là biết. Chồng con nó lên sần. Tiếp theo em sẽ bán Huế sần với Chí sần nhé các bác. Xanh Huế sần với Phan Chí sần. Vị hoàng ở vườn em suốt suốt rồi nhé. Nhiều khi chụp hình nó chụp hoa nó cũng bị trôi đi. Nhiều quá lại xóa đi lại chụp lại xóa. Đây hoa vị hoàng đấy nhá các bác. Hoa vị hoàng của nhà em tự chụp đây. Hoa Phan Chí đây nhá. Ái Lan Kiếm là cái nick Facebook của em. Hoa Phan Chí ạ. Hoa Xanh Huế, đang tìm hoa Xanh Huế. Bây giờ vườn cũng đang chuẩn bị nở tiếp rồi. Đang ra một vòi, năm nay vườn em nở nở suốt. Em chả tìm nữa. Mất thời gian. Cây Phan Chí này nó cao tầm nó cao hơn 50 nhá các bác. Nó cao hơn 50. Nó cao hơn 50 một chút. Nó em trồng lâu rồi nó có mọc măng ở đây rồi nhá. Đây ạ. Em tách lâu rồi. Lá nó tầm 5 sen nhé các bác. Lá nó tầm 5 sen. Đây. Cây như thế này. Một mẹ, một mầm. Cây to tít hướng ngoài nhá. Cây này bán 3.400.000 này. Đây cây Phan Chí sần số 2 này. Cây này bị lỗi lá một chút ở đây này. Có một măng này. Em trồng nó lên măng rồi nhá các bác. Đây ạ, có một măng này. Măng này cao gần bằng găng tay của em rồi nhá. Đây ạ. Thân tơ hướng ngoài nhá. Về bao nhiêu được khai thác măng ngủ bằng đấy hết. Lá nó chắc là cũng tầm tầm hơn 4 sen. Chậu này 3 triệu rưỡi nha các bác. Đây. Nó cũng cao cao tầm chậu lúc nãy em đo kia. Đây. Xanh Huế. Xanh Huế thì lùn hơn 2 chậu kia. Đây hôm qua có anh ở Hải Phòng tìm mà thích cây lùn. Cây nhà em dài quá. Tôi tìm cho anh chậu lùn đây, Xanh Huế lùn này. Cái này để em đo nhá. Cái này cao hơn 30 này. Cái này cũng cao hơn 30 này. Đấy, thế này đủ lùn chưa? Này. Lá nó hơn 3 sen rưỡi một chút này. Bị nứt một tí ở đây nhưng mà nó còn liền đấy nhá các bác. Chậu này hai thân này. Đấy, hai thân Xanh Huế sần. Ba triệu hai nhá các bác. Còn bác nào thích lấy chậu vạn bảo to thì chưa tách thì đây.
Hôm qua hôm kia có bác hỏi vặn bảo là hôm qua em tách luôn. Đây. Hơn 10 thân có măng nữa. Bác nào lấy đi chơi tác phẩm ngắm hoa cũng phê. 4 triệu rưỡi các bác. Chậu vặn bảo kiếm này 4 triệu rưỡi. Gửi cả chậu nhá. À không, em nhổ gói bầu cho các bác đi, cho nó nhẹ cước. À, các bác thích lấy loại gì thì nhắn tin vào Zalo nhé. Em kết thúc video ở đây ạ. Chào các bác. Các bác cho em xin một like ủng hộ kênh nhé.